Trên tay của mình đây đang là một cái chiếc điện thoại xách tay của thị trường Nhật Bản. Cái điện thoại này thì nó tên là Fujitsu F05D và mình đặt hàng ở trên Shopee với cái giá là 300.000, luôn cả cái phí ship mà được giảm này kia nữa thì 13.500 nữa là 313.500. Thì cái điện thoại này nó sẽ có gì đặc biệt thì mời các bạn theo dõi video. Chào các bạn, thì trên tay của mình đang là cái chiếc Fujitsu F05D. Thì cái chiếc điện thoại này được mình mua trên Shopee với cái giá là 300.000, kèm theo đó là cái phí ship sau khi khấu trừ tất cả là phí ship là 13.500. Là thì đây là một cái chiếc điện thoại được xách tay ở thị trường Nhật và của nhà mạng là Docomo. Thì sơ lược về cái thiết bị này là nó có kích thước là 4.2 inch cũng như là cái độ phân giải màn hình là HD 720x1020 và nó được ra mắt vào khoảng cuối năm 2012 với hai phiên bản màu sắc là một cái phiên bản màu xanh đen và phiên bản màu đỏ. Này cái này cũng gọi là hồng đỏ mà nhìn cái trên đây nó đậm hơn, đây nó giống như cái dạng mà cái màu Guardian hiện nay trên các thiết bị mà đang phổ biến hiện nay á. Thì ngoài sau này nó vẫn còn cái seal, và trên cái seal này nó tiếng Nhật không à thì mình cũng không có hiểu là cái gì, nhưng mà ở đây là nó, và cái thiết bị này đặc biệt là nó được trang bị khả năng chống nước, nó có hỗ trợ chống nước. Thì đa số cái thiết bị Nhật ngày xưa thì nó đều hỗ trợ chống nước hết. Thì cái phần lo này được thiết kế có hai cái gờ đây, khi mà các bạn đặt xuống những cái mặt phẳng thì nó sẽ không có gây làm cho cái âm thanh bị nhỏ. Còn đây là cái cổng sạc 500, thì nó tương tự như các thiết bị Sony. Thì tại sao nó có cổng sạc 500 là tại vì nó là một cái thiết bị chống nước, và cái cổng sạc micro USB được ở trong đây, được giấu trong đây. Thì nếu mà chúng ta sử dụng cái cổng này nhiều quá thì nó sẽ bị lờn cái ron này, và cái khả năng chống nước của nó không còn tốt nữa, cho nên là hãng mới trang bị thêm cái cổng mà sạc 500 này. Thì ngày xưa thì điện thoại nào nó cũng có cái chỗ mà để gắn cái móc khóa này thôi, bây giờ thì hết rồi. Chi tiết hơn nữa thì bên đây là cái cổng sạc micro SD ở đây, còn đây là cái cổng mini HDMI. Thì cái cổng này được trang bị trên các thiết bị ngày xưa phổ biến vào khoảng năm 2012-13, thì rất là nhiều thiết bị được trang bị cái cổng này. Và cái cổng này thì nó cho phép xuất cái hình ảnh từ điện thoại, ví dụ các bạn chơi game xem phim hay là xem ảnh gì đó, hoặc là duyệt web trên điện thoại trực tiếp ra cái thiết bị TV mà không cần tới kết nối wifi, thì cái cổng này mình cũng rất là thích. Và hiện nay thì nếu mà muốn được kết nối trên các thiết bị Android đời mới hiện giờ thì các bạn phải sử dụng cái cổng MHL. Thì cái cổng nó kết nối phức tạp hơn cái cổng HDMI này, mini HDMI này. Cái cổng đó thì các bạn phải kết nối từ cái cổng micro USB ra một cái adapter, và adapter đó phải có nguồn, rồi từ cái adapter đó phải xuất ra cái HDMI để truyền lên TV. Thì nó cần phải có một cái nguồn riêng để cung cấp. Và cái thiết bị, và hiện nay thì cái đa số nhà ai cũng có wifi, cho nên là các hãng không còn trang bị cái cổng HDMI này nữa, để cho thiết bị nó liên lạc hơn cũng như là trang bị được nhiều tính năng hơn, nhưng mà mình vẫn thích cái cổng này. Còn đây là cái jack 3.5 cũng được bảo vệ để chống nước, nhưng mà theo năm tháng thì nếu mà các bạn nhìn kỹ thì cái ron này nó không còn sát nữa, và nó cũng không có còn, mình nghĩ là không còn chống nước được nữa. Thì nói thêm về cái phần camera thì camera này nó được trang bị cái cảm biến của Sony CMOS 13.1 megapixel, hỗ trợ quay phim HD. Và ở đây là có đèn LED, và mình đã chụp thử rồi thì chụp tất nhiên là không thể nào so sánh với các thiết bị hiện giờ được, nhưng mà cũng gọi là được. Và cái đèn LED này thì chụp ban đêm không ấn tượng lắm, nó làm cho hình ảnh bị cháy và không đẹp. Còn đây là cái cổng kết nối hồng ngoại để điều khiển các thiết bị từ xa, đặc trưng của các thiết bị xách tay từ thị trường Nhật nữa là ở đây nó có cây anten để mình rút ra nè, đó, để bắt sóng TV. Nhưng mà Việt Nam thì chả có công nghệ đó đâu.
Còn về cái mặt trước ở đây nó được trang bị cảm biến ánh sáng, cảm biến tiệm cận, cũng như là cái phần nhỏ này các bạn thấy đó là cái phần đèn LED để báo tin nhắn hay là cuộc gọi gì đó, cũng như cái logo của Docomo. Còn đây là cái phần loa thoại ở đây. Bên đây là camera phụ, camera selfie với kích thước với cái số chấm là 1.3 megapixel, thì đó là một cái số chấm phổ biến vào cái thời điểm đó rồi. Còn phía dưới này là ba cái phím cơ bản ngày xưa của Android rất là phổ biến là sử dụng ba cái phím này, thì cái phím này là phím home, phím này là phím back, còn đây là một cái phím nó không phải là phím đa nhiệm. Ngày xưa để thao tác trên cái điện thoại á, thao tác trên điện thoại ngày xưa khi mà mình giữ cái phím home thì nó sẽ ra cái giao diện đa nhiệm đó. Còn nếu mà khi mà các bạn bấm vào cái phím này nó sẽ vào cái phần cài đặt nhanh, quản lý ứng dụng cũng như là thay đổi hình nền. Thì có cái phím cứng này bấm nó đem lại cảm giác cũng thích. Ví dụ như mình vô đây là cái phần quản lý ứng dụng của nó nè, đó, phần quản lý ứng dụng. Thì trong đây cái bộ nhớ trong của cái thiết bị này á, nó là nhiều người có sự tranh cãi là 4GB hoặc 8GB. Thực ra nó là 8GB nhưng mà nó chia làm hai phân vùng, một phân vùng để cài hệ điều hành và một cái phân vùng là 4GB. Vào cái phần đang chạy này á, thì chúng ta sẽ xem được cái dung lượng RAM của nó. Thì tổng cộng là cái dung lượng RAM thì nhiều cái nhà bán người ta để là 1GB, nhưng thực chất là cái dung lượng RAM của nó không có tới 1GB. Dung lượng RAM của nó chỉ là 680MB thôi. Và với cái dung lượng RAM này thì hiện tại chúng ta cũng không có xài được nhiều cái tác vụ. Thì ở đây mình có cài thử là nó sử dụng được Facebook, nhưng mà mình cài bản Line cho nhẹ nha, cũng như là Google dịch la bàn khay đi dễ bấm hơn. Và cái này là cái phần mềm để ghi chú, để mình vào thử camera thôi. Và cái camera của nó thì Fujitsu trang bị rất là nhiều cái tính năng để cho mình coi thử là chụp thường, chụp nhanh, chụp không giới hạn, chụp tự động, chụp chân dung cái này tự động, còn không thì mình sẽ chọn các chế độ phong chân dung, phong cảnh gì đó. Nói chung là cái giao diện cũng cái giao diện ngày xưa nè. Và cái camera này kích thước của nó đạt lớn nhất ở đây, đặt lớn nhất khi cái này video camera này, cái phần cảm ứng nó không có được nhạy nha các bạn. Đó, cái phần camera này kích thước của nó là 13 chấm, lớn nhất thì nó sẽ ở cái tỷ lệ là vuông chứ không phải là 16:9. Thì mình chỉ giới thiệu sơ về cái phần camera vậy thôi. Để mình xem cái phần camera trước xem nó đẹp không. Để bấm vào camera trước thì chúng ta bấm vào đây. Đó, đó là cái camera trước của nó. Và phần cài đặt nè. Thì giới thiệu điện thoại, thì cái thiết bị này nó chạy trên cái hệ điều hành là Android phiên bản 4.0.3. Thì với cái phiên bản 4.0.3 hiện tại thì Google đã không còn hỗ trợ nữa, mà Google chỉ hỗ trợ cái phiên bản 4.1 trở lên. Thì 4.0.3 này không còn hỗ trợ thì chúng ta sẽ không cài được các phần mềm như là YouTube hay là cái phần mềm ghi chú của Google. Ghi chú thì mình hay xài cái phần mềm đó là phần mềm ghi chú của Google, thì hiện tại mình không cài được trên thiết bị này nữa. Và nếu mà không xem được cái phần YouTube cũng như là CH Play, không tải về được, nhưng mà sẽ không vào được đâu, thì mình sẽ cài cái phần mềm New BBE này để thay thế cho cái phần mềm YouTube đó. Và cái thiết bị này với cái dung lượng RAM rất là ít cho nên chúng ta bắt buộc phải xài cái phần mềm quét để tăng cái dung lượng RAM cũng như là quét rác cho cái thiết bị của nó. Và theo mình được biết thì hiện tại có khoảng là 6 triệu thiết bị Android đang ở cái phiên bản Android 4 này. Và có thể nó đã được cắt xóa rồi, cũng ít ai sử dụng lắm. Thì
Hiện em bây giờ thì mình chỉ cài được Zalo nha. Zalo là cài được cái phiên bản mới nhất luôn. Và hiện tại nó đang chạy cái phiên bản ROM của một cái nhà bán sách tay, một cái cửa hàng sách tay tại thị trường Việt Nam. Và các bạn lưu ý khi mà mua cái thiết bị này thì các bạn phải check thật kỹ, tại vì với cái tuổi đời hiện tại là cũng đã gần 10 năm rồi. Thì nếu mà mua để sử dụng thì các bạn phải lưu ý là như cái thiết bị của mình đây thì màn hình của nó không còn ổn nữa. Màn hình của nó thì ở đây mình sẽ vào thử cho các bạn xem nè. Đây, cái màn hình của nó cảm ứng sẽ không còn ổn nữa. Đây, các bạn thấy không? Nó đang lộn. Chờ tí nhé. Đây, mình sẽ vào cái phần chữ viết tay để mình demo cho các bạn. Thì các bạn phải test thật kỹ nếu mà muốn có nhu cầu mua thiết bị này. Tại vì đây, nó sẽ không còn ổn định nữa. Lúc có nét, lúc thì không có nét. Thì khi đó các bạn xài rất là khó chịu nha. Thì mình xài thiết bị này thì quen rồi. Chứ nếu mà ai mua thì rất là khó chịu. Tại vì sao? Chúng ta sẽ không thể nào di chuyển được cái icon trên màn hình của nó. Chạm vào một lần là nó vô luôn. Chứ nó không có cái thể nào mà giống như là chúng ta muốn chạm giữ mà cái thiết bị này để cái icon này để di chuyển qua chỗ khác thì không thể được nữa nha các bạn. Bạn lưu ý cái vấn đề đó. Thì những thiết bị đã quá cũ này thì khi mình lúc mà mình mua về thì nó còn siêu mặt trước và siêu mặt sau luôn. Và cái dung lượng pin của nó thì là 1400 mAh. Ở đây nó có cái phần ron này để chống nước nè. Và cái dung lượng pin của nó là 1400 mAh. Đó. Và cái pin này thì sử dụng thì thực tế thì nó không có trâu. Thì cái dung lượng này thì cũng đâu không phải là cao lắm. Và cái thời lượng sạc thì mình sạc bằng cái cục sạc của Nokia với cái nguồn với cái cường độ dòng điện là 1.25 mAh. Thì nó sạc đầy trong vòng 1 tiếng 10 phút. Sạc cũng nhanh lắm chứ không có chậm. Thì cái thiết bị này mình chỉ phàn nàn duy nhất cái vấn đề của nó là cái màn hình thôi. Và lúc mình mua thì mình đã lỡ tay nhắn vào là đã nhận hàng, cho nên là sẽ không có yếu tố đổi trả đây. Các bạn lưu ý, đặc biệt là khi mua các thiết bị điện thoại cũ, mình đã nhắc rất là nhiều lần là các bạn khoan hãy bấm nút đã nhận hàng. Đó. Fujitsu F05D. Còn về thiết kế cầm nắm thì mình cảm giác là thiết bị này cầm rất là thoải mái luôn. Màn hình 4.2 cộng với cái thiết kế của nó, cầm vào là nó cảm giác nó rất là vừa tay. Nếu mà cái thiết bị này, cái màn hình hoạt động ok nữa thì dành cho những ai có cái nhu cầu mà mua để làm máy phụ nghe gọi thì ổn lắm, rất là ổn luôn. Màn hình thì rất là bực. Đó. Cái phần lo thoại của nó nè. Để biết thông tin tài khoản, bấm phím 1. Để nạp tiền, bấm phím 2. Để được trợ giúp, bấm phím 3. Để biết số điện thoại của quý khách, bấm phím 4. Để quản lý tài khoản, bấm phím 5. Có vẻ như là cái cảm biến tiệm cận, bấm phím 6. Đã hoạt động không còn ổn định nữa. Nếu mà hoạt động ổn định thì khi mình che cái tay này vào thì nó sẽ tắt cái màn hình. Thì nếu mà các bạn mua cái thiết bị mà hiện tại mà đang chạy Android 4 thì các bạn cũng cân nhắc là nó sẽ không còn được hỗ trợ nhiều về cái mặt ứng dụng nữa. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo.